Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Phi là gì? Cách viết gõ đánh ký hiệu Phi Phi trong két Excel Word Phông TCVN3 rất đơn giản nếu bạn đã biết dùng các phím tắt. Tuy nhiên, để giải thích chuẩn xác cho cả những bạn không có kinh nghiệm thì mình sẽ giải thích cặn kẽ từng trường hợp một nhé. Ký hiệu Phi là gì? Ký hiệu Phi, viết hoa Phi, viết hoa, viết thường Phi là một ký hiệu toán học Phi, và Phi là chữ cái thứ 21 trong bảng chữ cái Hy Lạp. Trong kỹ thuật thiết kế và xây dựng, Phi thường được dùng để biểu thị đường kính của hình tròn là mặt cắt của một vật có dạng cầu hay trụ, ví dụ như đường kính ống nước. Trong vật lý, nó thường được dùng để chỉ pha ban đầu của một vật dao động điều hòa hay từ thông qua một đơn vị diện tích. Cách viết ký hiệu Phi trong Word, các bạn đang cần nhập ký hiệu Phi và các ký hiệu đặc biệt khác trong Word mà chưa biết cách nhập như thế nào. Vậy các bạn hãy tham khảo các ký hiệu Phi trong Word. Cách nhập ký hiệu Phi và các ký hiệu đặc biệt khác trong Word dưới đây. Cách nhập ký hiệu Phi trong Word. Ký hiệu Phi trong Word. Ký hiệu Phi trong Word. Phím tắt để nhập ký hiệu Phi trong Word bằng cách ấn tổ hợp phím sau: Alt-237, Alt-232, Alt-0216, Alt-0248. Nếu các bạn muốn nhập thêm các ký tự lạ biệt khác trong Word thì các bạn hãy cùng tham khảo thêm cách nhập bằng công cụ của Word luôn cũng được nhé. Sang tab Insert gạch nối dấu lớn Symbol gạch nối dấu lớn More Symbol gạch nối dấu lớn, chọn ký tự Phi hoặc ký tự mong muốn khác. Cách đánh ký hiệu Phi trong Excel. Việc nhập hay gõ ký tự Phi trong Excel cũng tương tự như trong Word thôi. Các bạn đang cần nhập ký hiệu Phi và các ký tự khác trong Word mà chưa biết cách nhập như thế nào. Vậy các bạn hãy tham khảo các ký hiệu Phi trong Excel. Cách nhập ký hiệu Phi và các ký tự khác trong Excel dưới đây. Nếu các bạn muốn nhập thêm các ký tự khác trong Excel thì các bạn hãy cùng tham khảo thêm cách nhập bằng công cụ của Excel luôn cũng được nhé. Sang tab Insert gạch nối dấu lớn Symbol gạch nối dấu lớn More Symbol gạch nối dấu lớn, chọn ký tự Phi hoặc ký tự mong muốn khác. Các bạn có thể chọn trong phần phông các phông như Winding, Winding 2, Winding 3 để có những ký tự cực đẹp. Bước 1, trên file Excel mà bạn muốn chèn ký hiệu Phi hay các ký tự khác, các bạn chọn ô mà bạn muốn chèn, tiếp theo chọn thẻ Insert. Bước 2, trong phần Symbol các bạn chọn Symbol. Bước 3, trên cửa sổ Symbol, tại thẻ Symbol các bạn có thể lựa chọn các ký tự mà bạn muốn chèn, ví dụ các bạn chọn ký hiệu Phi và chọn Insert. Lưu ý, mỗi lần bạn chọn Insert là một lần chèn ký hiệu đặc biệt vào văn bản ký hiệu Phi trong Word. Ký hiệu Phi. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học chạy quảng cáo bán hàng online cầm tay chỉ việc một kèm một. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.edu.vn. Trong Word, phím tắt để nhập ký hiệu Phi trong Word bằng cách ấn tổ hợp phím sau: Alt-237, Alt-232, Alt-0216, Alt-0248. Cách đánh ký hiệu Phi trong két, mình vẫn dùng TCVN3 cho bản vẽ. Có thể đánh Phi bằng %% C hoặc đơn giản hơn là dấu tương đương nằm dưới ESC trên bàn phím ấy, không gặp vấn đề gì. Bạn bị nhiễu có thể là lỗi từ hệ thống, từ ACAD hoặc từ chính trình hỗ trợ tiếng Việt. Về cách khắc phục thì chịu, nhờ các chuyên gia về phông bày cho. Mình chỉ có một chiêu duy nhất là, sau khi cài đặt xong hệ thống và các ứng dụng, nếu thấy ưng ý thì gót lại. Khi có trục trặc, cứ việc xả gót là ok, không bận tâm nhiều. Cũng cần nói luôn là Symbol không phải là phông chữ La Mã mà dành cho các ký hiệu đặc biệt trong Windows. Khi dùng phông TCVN3 đương nhiên là không có ký tự Phi vì trong mã phông không có. Hiện tại chỉ có trong một số phông, SSS hoặc Unicode. Mà muốn gõ các phông đó trong két chỉ có mỗi cách dùng phông sực hoặc dùng bích phông Unicode của bạn, hay sử dụng các phông Unicode như Arial, Tam New Roman. Trước đây, khi dùng Việt Key khi Multiline Text mình thường gặp lỗi, chữ ư thường biến thành ư hoa. Viết %% C nó ra chữ ỉ là do bạn dùng phông chữ tiếng Việt. Muốn nó Phi như ngựa, phải nhuộm đen chữ ỉ đó rồi chuyển sang phông ngoại quốc. Hiện nay, tôi đang dùng Unikey. Lỗi chữ ư không xảy ra. Khi chọn kiểu ghi kích thước, tôi thường chọn phông chữ sans serif. Muốn ghi Phi, gõ %% C hoặc chỉ cần gõ chữ ỉ là được. Khi viết phông tiếng Việt, cần viết chữ Phi, tôi chỉ viết chữ ỉ rồi bôi đen và chuyển sang phông chữ sans serif. Tôi thấy phông chữ này chữ Phi đẹp hơn các phông chữ khác. Đóng ngoặc đơn, túm lại là bạn nên dùng Unikey, lỗi chữ ư sẽ không xảy ra nếu dùng phông SSS như Roman, Univn 2.SSS.
%% C. Nếu dùng phông Unicode như Tahoma.TTF, Arian, An0248, An0216. Nếu dùng phông Vini như VNiHeal.TTF, An0254, An0222. Nếu dùng phông TCVN3 như VNEven, cô có ký tự O. Nhưng nếu dùng VNSimly.SSS thì tương đương, Huyền cũng ra ký hiệu O. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.